Chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome của mình. Uh, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách uh, lựa chọn cái căn hộ chung cư theo bản vẽ ở uh, tại dự án Vinhome Ocean Park. Uh, chúng ta cũng đã làm quen với cái khái niệm là uh, có baby thì đã làm quen với khái niệm on giả, khai giảng online đúng không? Học online thì chắc cũng lâu rồi. ngoài Tết thì các con mới quay lại trường đúng không? Và để mà đối diện với những cái, cái dịch bệnh thì cái sự thích nghi Thì uh, VinHome cũng đưa ra những cái hình thức mà chúng ta lựa chọn được cái bất động sản online Các cái kênh cụ thể Đấy, Và um, nó rất là trực quan Ở đâu đó bây giờ những cái người từ đi lao động từ bên Nhật có tiết kiệm Hay bên uh, bên Đài Loan hay bên Hàn Quốc mà có tiết kiệm được có gửi về tiền cho phụ huynh mà muốn mua một căn hộ Thì nó cũng rất là đơn giản thôi Đấy, Chúng ta cũng... Um, ngồi ở bất kỳ đâu ở bất kỳ cái uh, điện thoại hay máy tính mà có kết nối internet là chúng ta cũng có thể thẩm định được bất động sản của chúng ta. Đấy và uh, đấy là sự thích nghi thôi, nhưng mà mình nghĩ là thế giới thì chắc cũng đã làm rất nhiều rồi. Hoặc là giống như là xe ô tô của bác Vượng mà sang bên nước ngoài, xe ô tô điện ấy thì đã phải đối diện với thanh toán bằng công nghệ blockchain, thanh toán bằng USDT chẳng hạn. Đấy, đó là sự đối diện thích nghi thích ứng thôi. Đấy, và đặc thù là chúng ta uh, cũng cần có một cái kiến thức để mà tránh những cái việc cái 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 sai lầm cái lỗi không đáng có vì bây giờ cái thông tin nó public nó công khai thế nhưng chúng ta ứng dụng như thế nào đấy mọi người nghe thấy bây giờ mọi thứ đang rất là uh, cứ phải sờ thấy nhưng mà đến bất bất động sản bây giờ là bất động sản online rồi thì mình uh, giới thiệu qua như này tại cái dự án uh, Ocean Park này thì là có tổng diện tích là 420 trăm hectare quy hoạch tổng thể thì có 66 tòa chung cư cao tầng và độ khoảng 2.400 cái biệt thự thấp tầng và số hao đây biệt thự thấp tầng đây còn cao tầng đây thì xong cái trong cái mỗi cái này nó chia ra một phân khu làm sao trong mấy sáu sáu tòa này chúng ta lựa chọn cái cái, tổ ấm của mình à, xứng đáng một nơi nơi hạnh phúc ngập tràn hay là một cái tài sản đầu tư nó sinh tiền thì cái khu này nó sẽ là cái khu S2 được bàn giao đầu tiên khu S1 đấy S2 thì có tòa từ tòa 1 đến tòa 19 một số tòa lẻ thì chủ đầu tư không dùng không 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 xây hoặc là S1 thì có từ S1 đến S12 khu này à, uh, uh, khu này thì là Gen Park Ruby theo phong cách của Nhật Bản là có từ có 4 tòa đấy, đây là khu Pavilion là phong cách Singapore môi trường sống Singapore thì có cũng có 4 tòa ở đây bay thì chưa chủ đầu tư chưa tuyên bố nhưng lên bản vẽ rồi khu này đang gọi là khu Ocean View đấy, còn đây là S1 Sapphire đây S2 Sapphire 2 và đây là S1 Sapphire một đấy thì chúng ta bây giờ nếu mà những cái tòa mà chủ đầu tư đã mua bán có cứ, đã đã cư cứ dân về đấy thì chúng ta gọi là mua bán thứ cấp là mua bán trực tiếp với những người bán kia hoặc thỉnh thoảng có căn còn thì mua bán với chủ đầu tư còn những cái này khi chủ đầu tư mở bán thì ví dụ như mình là chuyên gia môi giới kết hợp thì đấy là mình đại diện sàn và kết nối giữa người mua và người bán với chủ đầu tư đấy uh, chủ đầu tư thì mua bán thì các bạn biết là cũng tính chất pháp lý với chủ đầu tư các bạn cũng cần phải thẩm định nhưng mà riêng với bất động sản Bắc vượng thì vinhome thì các bạn cũng không phải nghĩ cái đấy cũng chấm điểm thang điểm 10 điểm luôn bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái tổng thể về cái khu này ví dụ chúng ta mình đang phân tích một cái là dự án chúng mình hướng các bạn vào đến cái cái, cái chỗ cái bất động sản cái khu này nhà cao tầng mới đang chuẩn bị mở bán thì các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ thấy cái tổng thể mặt bằng là Ocean View Họ sẽ chia ra bốn phân khô là The Pavilion, The Rampart, The Bayfront. Thì đây bạn nhìn nhá Đây màu đỏ này. Rampart đây. Đây là thiết kế theo môi trường sống của Nhật Bản. À dưới này có cái hồ cá coi. Rồi những cây tùng trúc. Rất là đẹp. Đấy. Và cái này thì nó đã hiện hữu rồi. Chúng ta còn phải đối diện với cả việc mua bán trên thiết kế cơ. Đấy, còn đến đây rồi thì nếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta lại khác rồi. Đúng không? Đây sẽ có bốn tòa. Đây. Cụ thể đây rồi. Thế và chỗ bạn chú ý nhé khi cái màu này bạn xem này ví dụ đây là màu này thì họ sẽ thiết kế vào đây màu đây đây là ba phòng ngủ đây bạn nhìn thấy ba phòng ngủ này và đây là ví dụ màu xanh lơ này hai phòng ngủ này đó đây các cái màu cụ thể đấy thì nó sẽ cái cái đồng nhất quy chuẩn rồi bạn nhìn nhé thế và một số các cái đây cái bản vẽ vừa nãy chúng ta nhìn này cái nhìn tổng thể thì nó ở đây đúng không và cái khu này chúng ta đang bàn vào đây đúng không và đây là dơ bay Fran này chưa 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 mở bán nhé để chúng ta sẽ bàn về cái mở bán ví dụ như P 1 này chẳng hạn đấy mình làm ví dụ cho bạn đấy thì đầu tiên chúng ta nhìn tổng thể và chúng ta nhìn chi tiết vào cái căn hộ chúng ta thích hoặc chúng ta nhìn theo tầm tầm tiền hoặc là nhìn theo hướng của chúng ta tùy thì cái đấy kiểu của mỗi một cái người nó sẽ khác nhau à, sau đó mình phân tích à, thì để mà vào tổng thể về một cái chỗ này thì bạn sẽ nhìn là à cái khu mình định bạn môi giới bạn ấy đưa cho mình thì cái đấy nó sẽ là như thế nào giá à, ra sao đúng không thì đây bạn nhìn thấy nhá lúc nào bản vẽ cũng sẽ đẹp nhưng mà đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ phải cần chú ý vì lựa chọn của chúng ta một cái ngôi nhà nó rất là quan trọng đây bạn nhìn nó sẽ khi tổng thể lên đây. Thì đây là khu khu này là khu uh, ren này, khu này khu P này, đúng không? Đây bay friend này, bạn nhìn đấy. đấy. mỗi một góc nhìn nó sẽ một cái khác nhau nhé Là nhìn lúc nào cũng thấy long lanh đẹp nhưng mà chúng ta quyết tâm mua với căn nhà của chúng ta như thế nào. <laughs> thì uh, đây ví dụ như đây, bạn nhìn đấy, bạn bạn một bạn, bạn bảo à đây cái mở bán P1 đấy đang mở bán này. Đấy thì bạn sẽ thấy là à đây cái chỗ đoạn này nha bạn sẽ nhìn thấy là cái căn này À, căn 90 này mình trước mình có tư vấn khách của mình vào đây 910 nó view được chọn cái chỗ hồ này rất là đẹp đấy hoặc là view trong đây view được cả hai đấy đúng không Thì trả trước 10% miễn gốc 24 tháng tầm view này. Đấy, vinfast tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đấy thì trong cái này bạn sẽ bạn sẽ thấy rằng là từ cái đấy thì bạn sẽ quyết định uh, lựa chọn ra sao đấy và chúng ta sẽ mua mua căn hộ như thế nào đấy thì chúng ta từ cái cái mà cái mà chúng ta uh, đưa cái 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 bạn kiến kiến bạn tư vấn ấy bạn ấy đưa cho chúng ta và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu đấy, để, 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 lựa chọn ra cái bất động sản cho chúng cho mình ví dụ đây bạn sẽ mình sẽ thấy bao giờ nó có một cái bản vẽ trước khi ấy thì bạn sẽ thấy một, một bản vẽ thì bạn sẽ nhìn thấy đây nhá cái màu này mình vừa lấy là màu này đúng không phòng ngủ này ba phòng ngủ này đúng không hai phòng ngủ này màu đấy, đây là một phòng ngủ này studio màu vàng Đấy thì uh, ví dụ như mình chuẩn bị mà bán căn này B1 này thì bạn sẽ lựa chọn ở đâu, hướng như nào? Thế ví dụ mà người ta B3 chẳng hạn thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Hoặc là bạn bảo à cái vị trí này rất đẹp, cái tầm tiền của tôi có thì tôi sẽ mua ở đâu? Đấy thì hoặc tùy nhà cái môi trường hoặc là mình cần bao nhiêu phòng ngủ nữa. Đấy, thì bạn sẽ lựa chọn đây là cái cách để chúng ta nhìn thấy là à trên bản vẽ này chúng ta sẽ lựa chọn cái hình thức làm sao. Nếu như mua căn này thì hướng như nào và view ra sao vì tất cả những này đều đang là bản vẽ nhé chưa xây đấy nếu mà bạn mua mà mua S 1 S 2 hoặc giảm tắc mà bạn cần ý, thì có khi là nên trực tiếp được nhà này quay video xem đúng không thế còn đây đang là bản vẽ thì chúng ta thẩm định như thế nào mua cách chúng ta mua làm sao đấy là cái cách mà chúng ta nhìn đây này nhìn từ bản vẽ sang những màu sắc và sau đó thì chúng ta quyết định ra sao thế chứ chứ chúng ta không thể nào mà mua cũng để các bạn bớt mất thời gian thì các bạn tự tìm hiểu, đấy tìm hiểu trên bản vẽ đúng không? Thế và mình sẽ chia sẻ với các bạn như này. Ở cái uh, tóm tắt lại thì ở đây nó sẽ có uh, các loại hình căn hộ như sau: Sapphire 1, 2, uh, uh, Ocean, khu Ocean View thì có Gen Park này, uh, Bay Bayfront thì ở đây trong cái này nó sẽ có căn hộ là studio 30 đến 60 mét vuông, Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, uh, hai phòng ngủ một bếp sinh một vệ sinh, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Ba phòng ngủ và ba phòng ngủ cộng 1 thì nó kèm theo các diện tích này. Ờ à, 30 đến 60, 38 m2. Ờ à, một phòng ngủ mình bôi màu vàng này là hiện nay là cái cái giao dịch nó rất là nhiều, đúng không? Ờ à, à, một gia vợ chồng trẻ xong cái đây gọi 1 cộng 1 thì có thể làm được cái gác xếp nữa, các thứ nữa cho con hai đứa nhỏ cũng được. Đấy. Đấy và hai phòng ngủ, một vệ sinh. Cái này cũng rất là đẹp và phù hợp nhưng mà lại bất tiện là một vệ sinh. Còn hai phòng ngủ, hai vệ sinh thì diện tích nó tầm 62 64. Đấy ba phòng ngủ, ba phòng ngủ cộng một thì nó đi theo kèm cái giá này. Thì cái khu Sapphire này đã bàn giao lâu rồi thì có thể các bạn sẽ mua là mua thứ cấp, mua từ cái người người ta đã mua ở rồi, chuyển đổi công việc hay gì hay chuyển đổi gì hoặc là người ta đầu tư người ta bán thì cái giá nó tầm tiền này. Và bạn nhớ là cái bảng giá này nó giá theo thời điểm thì cũng có thể là các môi giới sẽ chọn được cái người bán, người mua nó khác nhau. Nhưng cũng không phải cái giá này không phải giá của chủ đầu tư. Đúng không? Cái này mua rồi à đã về để ở rồi hoặc là một số chủ tư vẫn còn thì cái đấy nó cũng liên hệ trực tiếp được với chủ đầu tư, đúng không? Đấy. Hai là cái này, cái cái Gen Park này, khu Gen Park này cái, cái diện tích nó như này, 27 30 41. Giá thì khu Gen Park này tiêu chuẩn bàn giao nó cao hơn và chất lượng nó tốt hơn mỗi một cái về 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 bất động sản của Vinhome thì mỗi một khi mà có một cái gì mới thì nó có một độc đáo đặc sắc riêng đấy và cũng có thể là cái giá vật liệu nó xây dựng nó cao chẳng hạn vật liệu xây dựng chỉ cần thay đổi một cái cái điều hòa âm trần hay không âm trần thì giá nó đã khác nhau rồi để các bạn chỉ cần nhớ là à bạn định vị cho mình là bạn định mua ở khu vực nào nếu bạn thích bạn đã đi lao động ở Nhật về bạn thích môi trường sống ở Nhật thì bạn mua ở Ren Park đi Singapore hoặc bay Fran nếu có nhiều tiền thì sau này mình cũng ước mơ một căn ở bay Fran. nó rất là hot đấy, nó đẹp view đẹp đấy. Thế và mình chú ý với uh, chúng ta sẽ cái cái bất động sản nó có một cái đặc thù như này, cái giá thì nó sẽ phụ thuộc vào tầng. Đấy, có những người thì người trung thấp cao tuổi rồi thích ở thấp thôi, thấp tầng thôi. Thế còn có những người thì thanh niên thì uh, thích ở cao tầng. Thế còn một số bộ phận nữa thì cũng thích ở trung tầng. Thế, ví dụ là người ta ở tầng trung người ta view. Thế thì cái cơ cấu giá của chủ đầu tư đưa ra cũng là khác nhau đấy các bạn chú ý nhé cái hướng cũng vậy hướng mà ví dụ như là ban công mà vào hướng tây thì buổi chiều nếu khi là nhiều người sẽ thấy là à cái đấy nó sẽ bị bất lợi là là phải bật điều hòa suốt chẳng hạn đúng không hai vị trí thì cái phong thủy thì mỗi người nó một cái khác nhau đấy thì cái đấy là một cái những cái bất động sản nó là tổng hòa của mọi yếu tố một nhất là cái căn hộ nó gắn với mình cả đời đúng không đôi khi mua một cái căn hộ nó nó hợp phát thì làm ăn nó rất thuận đúng không? À, thứ hai nữa là chúng ta sẽ chú ý là nhé không có căn hộ đắt không có căn hộ rẻ mà chỉ có căn hộ phù hợp với gia chủ thôi có những người đem 2 tỷ đi vẫn hoặc có người đem 5 tỷ thì không mua được nhà nhưng có những người chỉ cần tỷ rưỡi 800 900 người ta vẫn mua được nhà đúng không à, bạn mua nhà để ở hay để ở đầu tư hãy mua bất động sản mà nơi nhà giàu sắp tới lui tới à, ông Trump ông có nói một câu là um, à, hãy mua bất động sản khi mà nhà giàu hay, uh, hay hay nhà giàu sở hữu hay nhà giàu sinh sống thế nhưng thật sự là đối với bất động sản của bác Vượng thì bạn phải mua từ thời kỳ đầu mà chưa lui tới ví dụ như ở Ocean Park này cách đây 3 năm Đấy. rồi dần dần nhưng có những người mà mua mà chủ đầu tư không tốt thì cũng lại càng càng xấu đi thế nhưng mà ở đây thì với bác Vượng thì bất động sản Vinhome thì càng ngày cái hạ tầng nó càng tốt lên đấy à, chúng ta hãy lựa chọn cho chúng ta hoặc là cái giá cái chính sách bán hàng mỗi một thời điểm nó khác nhau ví dụ P1 à, P4 của mình một P4 ngày xưa ấy, lúc tại thời điểm của Covid rất nhiều chính sách ưu đãi à, gọi là kích cầu nhưng đến bây giờ P1 thì lại khác rồi P1 bây giờ hỗ trợ lãi vay chỉ 18 đến 24 tháng thôi trước còn đến 44 tháng cơ đấy, mỗi một thời điểm nó khác nhau một phần nào đó có thể là bạn đi mua theo tầm tiền bạn bảo à bây giờ tôi đang có tỷ hai tỷ rưỡi thì tư vấn cho tôi để bạn lựa chọn cho tôi Đấy, hoặc là à, bây giờ có tỷ rưỡi nhưng mà vay hoặc đầu tư về biệt thự thì bảo ừ có 30% vốn à, là được rồi với một phần nữa là ừ, nữa là bạn sẽ thấy nhá nhiều người bạn trẻ mà nếu bạn không mua bạn không tiết kiệm ấy, thì ừ, bạn không có áp lực bạn cũng tiêu hết ví dụ tiêu có những người lương hai ba chục mà không tiết kiệm ba bốn năm ví dụ mua từ thời điểm này xong hai năm nữa nó bàn giao ấy, thì mình vẫn được có cái nhà đúng không và chính sách của chủ tư bây giờ có thể là có những gia hạn đến lãi ân hạn không trả lãi suất đến 24 tháng thì rõ ràng là từ lúc bạn mua bạn ký đến lúc bạn về ở thì nó có một thời gian giãn ra bạn đủ làm để bạn tiết kiệm lúc đấy bạn đủ để bạn uh, gì nhỉ bạn làm nội thất hay là bạn uh, rõ ràng như thế bạn mới tạo áp lực rồi và người nhà có thể là uh, bên nội bên ngoại cho vay gì đấy để mà lúc đấy nó thành cái nhà còn nếu không thì là cũng lại cũng lại không không nếu đi thuê thì nó lại không thành chủ sở hữu và tùy mỗi người nhưng mà mình thấy rằng là đôi khi cái vay và cái tiên lượng trước nó gọi là cái kế hoạch nước ngoài nó đề cao về cái kế hoạch thì các bạn cũng nên có một cái kế hoạch đấy đôi khi có một cái áp lực cuộc sống hoặc là tạo ra một cái sự hãnh tiến là ở là cư dân của Vinhome chẳng hạn đi xe Vinfast rồi là học trường Vinschool bệnh viện Vinmec đấy là một sự đẳng cấp mà ai cũng vươn tới trong cuộc sống này nếu mà người ta sẽ vươn lên cái nhu cầu chứ không phải vươn xuống được đúng không đây là khẳng định bản thân hay hoặc là một, một số nữa bạn sẽ phải đối diện là mua ở ngay vay hay không vay thì cái đấy từ từ chính của chính bạn đã xong bạn mới áp sang nhà Nếu bạn cứ thích cái căn 4 năm tỷ này nhưng mà bạn lại không phù hợp thì cái đấy nó cũng không hoặc là những thời điểm này tết hoặc là những thời điểm mà, mà Ừ, bên này nó có sự thanh khoản họ họ họ, họ ừ. chốt lời họ làm những việc ừ, đi tìm một cơ hội mới rồi họ xuống đến dự án Dream City chẳng hạn ấy, thì có khi bạn mua được với giá rất là hơi ừ. đấy ví dụ như vậy đấy thì ừ, cái người môi giới mà sẽ họ ở tại dự án họ có những trải nghiệm họ có những kiến thức họ có những cái ừ, bao quát rồi thì họ sẽ tư vấn cho bạn phù hợp và và bạn hãy hãy nói thật với nhu cầu với môi giới thì bạn sẽ kết hợp được cái các bên sẽ tìm được cái cái chung giữa người bán người mua và môi giới thế và uh, chúng ta cũng sẽ thấy đây ví dụ như bây giờ ở đây cái chính sách pavilion một này này khi đấy thì chủ đầu tư đưa ra chính sách khác đây họ đã mua ra một cái họ đưa ra một cái chiết khấu là không phải giảm năm trong giá bán khi bạn mua online đấy bạn cái cái giá trị nó giật mình không đúng không thế thì chúng ta đối diện như này này chúng ta được giảm năm trên một tỷ căn 3 tỷ là được cái gì rồi đúng không chúng ta đối diện thì có kiến thức là có tiền Đúng không? Cái bảo lãnh ngân hàng này là khi họ không phát hành thì họ giảm cho mình 1% vào giá. Và đây là nếu như mà họ bạn vay với chính sách là vay 70% thì sẽ được chiết uh, cái hỗ trợ lãi suất trong vòng 18 tháng. Còn vay 80% mà trong hỗ trợ lãi suất trong vòng 24 tháng. Thì mỗi cái điều kiện này các bạn sẽ gặp với người tư vấn và họ sẽ đưa ra một cái ví dụ bạn cần một cái gì đấy giống như may một miếng áo gặp một ông nghệ nhân ông may cho phù hợp với bạn đấy là điều kiện phù hợp thế còn bây giờ ở đây trong này chủ đầu tư đã đưa ra một cái một cái gọi là cái online này thì nó cũng rất là trực quan khách quan thôi đấy nhưng mà cái cái tài sản thì nó cũng là một cái tài sản lớn thì đương nhiên là các bạn xem đấy trước xong là các bạn kết nối với mình kết nối với môi giới mà bạn phù hợp thì bạn sẽ lựa chọn được đây ví dụ đây bất động sản bao giờ cũng có vị trí của căn này đúng không trên một tầng này vị trí này số tự của căn này À, à, loại căn hộ này Một phòng ngủ cộng một đúng không Một phòng ngủ này Đây nó sẽ ra đây Hai phòng ngủ này à, Hướng này Và diện tích này Đấy Thì thì bạn sẽ có Cụ thể ra như này Và sau đó thì bạn sẽ à, Ví dụ như bạn lựa chọn cái này Số căn còn lại này Cứ màu xanh này đang còn là Bạn có thể mua được này Đấy bạn có tầm tiền này Ví dụ đây à, Tầng 17 này Thì bạn ấn vào đây Căn này là Căn này 58m2 thì Bạn ấn vào đây Ấn vào đây Đấy thì là thì là bạn sẽ đấy cái những cái thứ này thì rất là trực quan đó đây bạn trong này này bạn sẽ có căn hộ mẫu này căn hộ mẫu nhá họ sẽ đưa ra này mặt bằng này đấy cụ thể nhá đấy đấy đây bạn nhìn này đấy nó rất là trực quan rồi đấy, rồi tiếp theo là cái bạn có thể là cái điều kiện bản cái bàn giao này căn hộ mẫu này Đấy bảng phiếu tính giá chi tiết ra cho bạn trong một cái này thì bao giờ họ tổng tổng quan tòa này Đồng quan căn hộ này, tòa này, phân khu này, tiện ích nội khu này Thông tin dự án này, tiêu chuẩn bàn giao, tiến độ dự án Đấy, Thì bạn sẽ đấy, đây nó ra hết cái giá này rồi Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta hãy Bạn đối diện với ngày trước ấy, bạn sẽ không bao giờ có Mà ví dụ như cái này, mình có muốn miêu tả với các bạn cũng không được Muốn tư vấn cho một người bên Nhật, bên Hàn mua nhà cũng không làm được Nhưng đến bây giờ thì bạn sẽ thấy là À, điều đó là hoàn toàn khả thi Nói nhất là với một chủ đầu tư uy tín với một cái những cái con người kể cả là với môi giới cũng thế mình uh, với cá nhân mình thì uh, cái 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 đạo đức nghề nghiệp của môi giới rất là cao Đấy, các bạn cũng không sợ khi mà bắt tay với chủ đầu tư cái bất động sản Vinhome với hai là những người môi giới uh, chúng ta cũng không tránh cái việc uh, chuyển tiền cho cá nhân nhưng mà có những cái hợp đồng cụ thể cho giữa đại diện sàn với lại chủ đầu tư nó phương thức nó chuẩn chỉ chứ không phải là mình ở bên kia Uh, bên nhật bên hàn mình gửi tiền về lại không biết là phụ huynh không biết online rồi có tìm có mua được không là cái việc đấy là hết sức bình thường hoặc là từ quảng ninh có mua được nhà hà nội không hay là từ hà nội có mua nhà phú quốc không cái này bây giờ nó xóa nhà rồi online rồi Thế thì qua cái việc uh, qua cái video này mình mới chia sẻ cho các bạn cái cách thức mà chúng ta có thể là lựa chọn bắt tay nhau tìm kiếm cái bất động sản mà uh, bạn đầu tư hay bạn mua thì cái cách thức nó cũng là như vậy sau đó thì uh, bạn sẽ có thể alo kết bạn với mình trên zalo số 090 115 6886 Để chúng ta sẽ tìm hiểu và chia sẻ ví dụ bạn cần và tôi cũng kết nối được với những người họ cần bán hoặc là uh, chủ đầu tư với làm việc với Vincom thì chủ đầu tư luôn tạo mọi điều kiện cho người mua và người bán với chủ đầu tư kết nối một mối quan hệ rất là hài hòa nhiều cái lợi ích À, giữa một cái chính sách bán hàng khác nhau nhiều khi bạn thấy mua cũng rất là ví dụ như những, những căn hot ấy mua rất là đặc biệt là như shop house oh, rất là hot Đấy, nhưng mà tất cả đều đều tạo cho nhau là phấn khởi và bắt tay với Vin là có cái gì với bạn ở đến ở trong vin bạn cũng thấy là à bạn được chăm sóc bạn được um, xứng đáng xứng tầm với cái số tiền bỏ ra một cái môi trường sống một căn hộ mà bạn bỏ ra bạn sẽ thấy rằng là à À, mình chọn lựa nó uh, hoặc là một cái lơi mình đi đi làm đi về đi làm một lơi sinh sống hay tôi tích trữ tài sản ấy. đó là một điều tuyệt vời uh, không gì bây giờ thì mình nghĩ rằng là uh, sản phẩm của Vin hoặc là tương lai hoặc trong quá khứ đó là luôn luôn là điều số 1 rồi uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video uh, nếu có nhu cầu về về căn hộ hay uh, đầu tư uh, bất động sản về uh, biệt thự shop house hay làm một căn hộ Uh, hay là kẻ một cái gì cho uh, uh, bồ chẳng hạn Đấy, <laughs> nói đùa hoặc làm một cái điều gì đó bạn sang đây bạn nghỉ ở homestay bạn cảm nhận về trải nghiệm cuộc sống của những cái nơi cái, cái mà đáng sống Đấy, thì uh, bạn có thể alo kết bạn với mình uh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và chia sẻ uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau